Rồi hai anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em hai cái mẫu túi để đồ nghề tiếp bên mình ha. Đây là hai cái mẫu túi, nó sẽ có cái kích thước khác nhau. Thì cái đầu tiên á, là nó sẽ là có cái kích thước là 16 inch và cái to phía sau đây á là kích thước là 20 inch. Thì cái 16 inch này anh em, nó sẽ có cái chiều dài á, là 40 cm và nó có cái độ mở rộng cái miệng đó mở miệng túi này á thì nó sẽ là 30 cm anh em. Thì cái miệng túi này mình mở ra nó rất là to, giúp cho mình dễ lấy cái đồ nghề bên trong ha và cái uh, hai bên này á, thì cái chiều dài của nó là 55 cm thì nó mở cái việc mở cái miệng túi này ra cũng rất là to này, anh em đây cái mẫu này hai mẫu này mình mở cái miệng túi ra rất là to ha giúp cho mình là dễ dàng quan sát cũng như là dễ cất cái đầu nghề bên trong thì bài đầu tiên á cái mẫu uh, 16 inch này á thì anh em sẽ có một cái túi ở phía bên ngoài nó sẽ có bốn cái ngăn nhỏ ha đây bên đây và bên đây luôn ha anh em rồi còn ở ở phía sau này á thì nó chỉ có cho anh em một cái cọng dây để anh em có thể gắn cái cục băng keo hay lần keo non thôi nè đó ở dưới cái đế á, thì nó sẽ có bốn cái cục cao su ha để chống chân trượt cái loại này nó chỉ chống chân trượt thôi các bạn còn nếu mà bề mặt ẩm ướt á thì anh em hạn chế để ha đây nước nó sẽ hóng lên cho đây làm hư cái túi của mình ha rồi cái túi này á nó sẽ có thiết kế là chống mưa nhẹ mưa gào ha anh em còn ví dụ như anh em nào mà đi mưa dầm mát thì nước nó sẽ vào cái xăng tia ha và đầu nó sẽ hóng vào trong cái vải này thì lâu ngày nó sẽ là một cái giải của mình ha anh em hạn chế đó ở phía trong á anh em sẽ có có cái hai bên vách nó sẽ có các cái ngăn để anh em có thể nhét kìm vít ha bên đây và bên đây cái này nó sẽ có cái hung nhỏ này anh em anh em có thể nhét những cái cây tu vít mình vào đây cũng được nè đó thì cái thiết kế mẫu này á, là mẫu túi mềm để thích hợp cho chúng ta để máy và công cụ dây điện anh em anh em có thể để vào đây được đó. rồi sang cái mẫu 20 in thì à, mẫu 20 in này á nó sẽ có cái chiều dài túi rất là nhiều anh em để khá là nhiều công cụ của mình ha và ở trên đây á nó sẽ có hai ngăn kéo nhỏ này nè hai ngăn kéo này á mình có thể để cái đèn pin nó bên đây một cái đồng hồ đo phía bên đây được luôn nó túi này để rất là nhiều luôn các bạn thì uh, hai cái mẫu túi tút bill á nó dành cho anh em nào thích cái sự uh, gọn nhẹ ha hai cái mẫu túi này khi mà chúng ta để công cụ nhìn nó rất là gọn ha vuông dứt rất là đẹp đó túi bên đây thì cái này cũng vậy nó cũng có một cái hàng túi cho mình nè và bên đây thì trơn ha chỉ có một phần để mà gắn cái cái móc này á là để cái băng keo thôi các bạn rồi quay lại cái tay cầm á thì mình thấy ngay cái vị trí tay cầm nó có dập cái cúc nữa các bạn rất là đẹp ha đây phần giải nè ở dưới đây nó có một cái phần cao su được may viền nè ở chính giữa nó dập cái cúc các bạn nhìn nó rất là chắc chắn luôn ha rất là đẹp đó rất là đẹp ở bên cái túi nhỏ, nhỏ này mình cũng có nè đây đó cái logo túi của mình ha nhìn rất là đẹp rồi rồi nhìn sơ qua là như vậy thì hai cái mẫu túi này anh em nó chỉ là mẫu túi tay sách thôi ha nó không có dây đeo vai cho anh em đó cho nên là có anh em nào mà mua mà cần để nặng thì anh em có thể cân nhắc ha đây là hai phần dưới của mình nó được phối giữa màu vàng với màu đen nhìn rất là đẹp các bạn anh em nào mà xài hệ điều quá á thì mua cái túi này mình nghĩ rất là hợp ha đó rồi thì cái chi tiết cũng như là cái kích thước của cái túi á, mình sẽ để để dưới cái phần giỏ hàng á anh em có thể nhấn vào đó và tham khảo ha rồi cảm ơn anh em